Hello xin các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của tôi Và lâu lắm rồi tôi không ra video Bởi vì là tôi toàn stream thôi Nên là nếu như bạn nào muốn tôi coi tôi stream Thì mọi người hãy subscribe Và like like kênh của tôi Hoặc là bật thông báo để biết khi nào tôi stream nhé Ok thì Thực ra tôi lên video thì cũng có lý do của nó cả à, Tôi chỉ muốn thông báo với tất cả mọi người là Chúng ta bị lừa Đây một quả lừa cái đối với tôi là một quả lừa khá khá thốn đấy bởi vì khi mà chúng ta biết được cái nick từ cái bộ skill của em này từ đọc reddit vừa rồi tôi không biết là các bạn có để ý hay không nhưng mà một tí nữa tôi sẽ vào video sau nhưng mà về cái bản như này nhá thì khi, khi, mà tôi xem cái bộ skill của em này tôi không nghĩ là em này sẽ làm một cái gì quá đặc biệt gì đâu chắc là không phải đi gì đâu ta à, chắc là một lô một unit thôi nhiều hôm nay thì smile Guy, họ đã thông báo đây là limited Yes Các bạn không nghe em nào Đây là một limited Of course What the hell Bro Tôi tôi, tôi cũng khá là sốc đấy Tôi khá là sốc đấy Và Cái bộ skill của em này nhá Khiến cho rất là nhiều người Tại sao có hỏi Có nên luôn không Kiểu Cái bộ skill nó có Nó không có một cái gì đặc biệt đấy Không có một cái sức gì đặc biệt đấy Ờ uh, Yeah nói, nói chung là Mình vào cùng vào bộ skill nhá Và tôi sau, sau đó tôi sẽ phân tích đối với, nếu như các bạn nào chưa nghe tôi phân tích từ livestream thì tôi sẽ phân tích ngay từ bây giờ thì đầu tiên là chúng ta có trận HB ok à, từ từ tôi xem start nào đây 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 cái này 120 speed em này sẽ chơi theo dạng các bạn có thể cho đi chơi theo opener hoặc là các bạn có thể chơi tanh tùy ý, tùy ý các bạn nhé À, ngoài ra em là có một lượng máu cao và cái đẹp thì như tôi thấy cũng khá là vừa vừa ok nói chung em này thiên vừa có một cái lượng stat chỉ số rất là đẹp cho tanh cơ và tất nhiên là bạn sẽ không có một tí effective depth nào cả lý do tại sao tôi tôi nói cái cái là quan trọng ấy thì tí nữa mình nói nhé ok rồi tiếp tục là cái 120 trăm hai speed này rất là cao nó gần như là các bạn gần như có thể con với, với có những con chạy speed khác yeah, nhưng mà chắc chắn cái được speed này các bạn sẽ um, trong bên là miêu tả này đâu wow. có rất nha yeah. rồi đến với cái skill thứ hai cái này là một skill long skill à, về cơ bản cái này là à, không không phải tôi xin lỗi cái này là một cái bát ship thì cơ bản là nếu bên kia bắn cao tờ thác hay nào làm cái gì đấy nhưng mà chỉ cao tờ thác thôi nhá không đua thác không extra thác chỉ cao tờ thác thôi thì nó sẽ kích hoạt cái skill tên là am warning you willing này đó đó là nó sẽ tấn công tất cả các mục tiêu giảm búp đi một hơn và sẽ có tổng ở đây nếu như tôi cộng đúng thì nó sẽ là 75 phần trăm tỷ lệ đất quét và sau đó là cho bản thân em này được cộng 20 phần trăm có bán ra yeah. khi mà người mới nhìn thấy skill này ui wow, skill này nó rất là ít điều kiện để kích là một và thứ hai là cái bảy mươi phần trăm tỷ lệ đẹp đắt à đây là limit mà đúng không nó nó phải là một trăm đúng không tôi hy vọng là tôi nhầm cảm ơn kiểu tại sao why đây là limit mà ok rồi thực ra tôi đã mừng tượng được cái, cái chơi đó rồi á kiểu như là các bạn sẽ cho nó chạy nhanh một chút rồi sau đó nó ăn một cái có tơ rồi sau đó nó nhảy nó cướp hơn 20% phần trăm và sau đấy là kiểu giảm búp trở nên một thơm này ừ thế các bạn có thể đấu với lan đi chẳng hạn ừ ok ừ ừ ừ Ủa ừ, nhưng mà 75% mươi phần trăm đẹp chỉ thế thôi lily ok uh, với việc là chỉ được kích một lần một thơn và sẽ chỉ kích với cao tờ attack à only nhá chỉ kích với cao tờ attack à thì tôi không nghĩ cái skill này nó thật sự mạnh lắm đâu và <laughs> thậm chí các bạn còn kích một con nữa nó con nemia đấy Lionheart Semia đấy đó các bạn kiểu như các bạn đem con này vào chả các gì các bạn giúp con Lionheart Semia bên kia mạnh hơn cả kiểu không có một cái lý do để các bạn đem con này cả. rồi tiếp tục này ở à, cái skill 3 này đó là sau khi các bạn cướp được hơn đi ở à, sau khi các bạn cướp được hơn với skill, skill 3 này các bạn cũng tấn công tầm mục tiêu nhớ nhất đây không phải lo ra skill không phải lo ra skill đâu và các bạn cũng sẽ giảm bút rơi tần số một hơn và các bạn đặt một cái chữ uh, giảm hít chan chưa bị mù ấy hai thơn đấy đó các bạn cho mù cho hai thơn và sau đấy là cho cả thêm một cái bao trong vòng hai thơn và cái bao đấy sẽ thuận theo cái tỷ máu của mục tiêu Ờ uh, what ok thì rồi các bạn cứ được thơ này cứ chọn các bạn đếp đi à uh xong rồi là các bạn còn kích được thêm một cái đó là giảm hít chan ok oh, tôi từng nghĩ là cái nó cũng không quá tệ đâu nhưng mà cái vấn đề là cái em này không có một cái bay nào liên quan đến effect net này tôi không biết là nếu có đặt được không rất là may là cái này nó không có cái phần trăm à, các bạn chỉ có cái effect net thôi thì uhm, không biết các bạn có đặt được không nhưng mà <laughs> Ở... có một cái đấy xinh nữa chờ được không <laughs> tôi 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 hơi ba chấm với cái cái vụ skill này một tí sau đây anh em à, chưa kể là gan ấy gan <laughs> thì bây giờ có mấy con nào chúng ta có đi Vasa này chúng ta có linh linh từ collab này chưa dù khá siêu này à, các bạn có arunka mới được bút vào một cái y này à, tôi hơi, khó hiểu một chút ở à, cái này được 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 cái là cái này như từ ba thơn này hay năm thơn cái này chắc nó trừ đúng không không hình như chưa trừ thì cái này sẽ dùng nhanh ba hơn, yeah. nếu như chưa trừ thì cái này dùng nhanh ba hơn đó rồi với skill một cái này quan trọng này cái skill này thì theo mát là mọi người sẽ có 75 phần trăm tỷ lệ để sai lần một hơn nhưng nếu như mục tiêu bị silent rồi thì nó sẽ trừ 20 phần trăm có bắt đi Ok uh, rồi Ok các bạn đánh lần đầu tiên thì nó sai lần đúng không Nhưng mà nếu như bạn đúng cũng đánh vào mục tiêu đấy nó sẽ trừ đi 20 phần trăm có bắt đi Ok à, Thì các bạn có 75% Silent à, Thật sự thì cái độ skill này tốt tôi, 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 chưa mừng tượng ra là cái chúng ta sẽ làm gì à, thì em này đã có những cái ơ nhưng mà nếu như mình nghĩ theo một cách tích cực ấy, thì do em này có cái lượng staff và đẹp rất là to rồi cả speed nữa thì các bạn hoàn toàn có thể chuyển sát từ những cái gear sang effective net. À, thì các bạn chắc là hai 200 đi Tôi, tôi có tính cho 200 đấy Ờ. Nhưng mà các bạn vẫn bị ARG ở skill 1 là các bạn chỉ có 75% và cả skill 2 là 75%. À, um. suy nghĩ này đây 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 là limited đúng không à, tôi tôi nghĩ cái cái duy nhất em này có ấy, đó là một start rất là cao cái những cái xác gần như chính dành cho một tanker gần như rất là cao ấy cái đấy đấy là cái lợi lợi thế duy nhất của tôi đấy cái skill này nó không skill theo máu hay cái gì cả không skill theo máu của em này nhá mà nó chỉ skill theo target HP thôi target này hình như tôi hiểu nhầm cái đoạn này vậy à bây giờ check cái từ vô target help hình như cái này là chỉ bản thân Billy sau đây anh nha lâu no lắm rồi tôi không đọc á à, do bị quên đấy à, còn đâu về cái skill 1 này thì cái lượng đêm thì nó cũng không scale theo một cái gì cả Đó. Effect của rồi cho target back theo Hay là owner Hell, What the hell <laughs> à. Ok nói về add đi Này xem mát có add này Sau khi các bạn sử dụng một cái skill target all enemy à, Trừ cái basic skill nhé thì các bạn sẽ có 60% để gây một đàn ông debuff thì trong đấy có cái đi ra ok đi ra speed good ăn hiệu là bà me okay. nhưng mà cũng ok hoặc là silent à, cái silent gì rồi và đó các bạn sẽ có 50 để nhận tiêu mát mát là sẽ là 100 để nhận tiêu cho một hơn tức là các bạn kích cái OE đến đấy thì các bạn sẽ được nhận một cái tiêu free ok good tốt cá này ngon cá nhân tôi thấy ngon ok ở ờ, nhưng mà nhân vật thì tôi không nghĩ em này xứng đáng là phải nó mít gì đâu thật chỉ được cái mã đẹp thôi à, rất là xinh em chỉ nói xinh thôi chứ cái 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 thứ duy nhất mà để gọi em này là chắc là cái cái lượng start nó cao hơn những hero bình thường ra à, tôi, tôi, tôi nghĩ là như thế cũng không, không rõ thôi thì các bạn hãy để lại dưới phần comment suy nghĩ của bạn về em này cá nhân tôi nghĩ em này không xứng đáng lên nhưng mà rôn nó phải rôn yeah rồi rồi rồi. Wow. Cảm ơn mọi người đã xem video nhảm nhí của tôi. à hẹn gặp lại các bạn trong trong livestream. Ờ, tôi hay stream mà nhớ nhớ like và subscribe nhé Nhớ like, và subscribe. Nhé. Ok, thank you.